Vâng, rất vui được gặp lại các bác và anh em trong video ngày hôm nay của công ty ạ. Vâng, ngày hôm nay bên em muốn giới thiệu đến các bác và anh em rất là nhiều các mẫu loa siêu chép mà bên công ty bên em đang có để đáp ứng cho các bác. Vâng, từ bình dân đến cao cấp. Một điều mà em muốn nói đến các bác và anh em đó là tất cả những mẫu chép này toàn bộ là những mẫu chép bãi, bao zin, bao hay cho các bác nhé. Vâng, đầu tiên em kể đến đó là một đôi loa chép bốt T10. Một đôi loa chép bốt T10 hàng bãi Mexico. Các bác thấy không ạ? Vâng, đây là dòng loa chép giá hợp lý nhất. Vâng, riêng cái mẫu chép bốt T10 hàng bãi Mexico như thế này thì công suất của nó 200W, đánh tiếng rất là hay, tơi mịn. Đặc biệt là cái mẫu này là tiếng chép titan rất là mảnh. Bên em cũng có rất là nhiều các cái video trên kênh, các bác có thể tìm hiểu nhé. Đôi loa chép bốt T10 này thì có giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng hàng rất là cao cấp. Bên cạnh đây thì có đôi loa chép Pioneer X200. Pioneer X200 được thiết kế vỏ gỗ tự nhiên rất là đẹp, hàng bãi của Nhật, cũng xuất 200W Pioneer X200 các bác nhé. Đây cũng là dòng chép titan khá là cao cấp để các bác và anh em có thể thay đổi cái tiếng nhạc nó được trong sáng hơn. Pioneer X200 này cũng rất là nhiều các bác và anh em đã từng lấy rồi. Chống cháy tuyệt đối, đặc biệt là tiếng chép titan nó rất là mảnh, hỗ trợ cho dàn karaoke rất là tốt các bác nhé. Đó là đôi chép Pioneer X200 bằng bãi Nhật có giá là 1.500.000 đồng. Vâng, thì phía dưới đây là những đôi chép JBL ST200. Từ mặt trắng đến mặt vàng bên em đều có đủ nhé. Được thiết kế vỏ hộp gỗ rất là đẹp. Đây cũng là dòng chép titan này. Dòng chép titan có thiết kế đầu đạn rất là gấu và được thiết kế khung hộp rất là chắc chắn. Chép titan thì là dòng chép của nó tiếng là mảnh rồi, thanh mảnh, trong sáng, hỗ trợ cơ dàn karaoke rất tốt. Và đặc biệt là mẫu chép titan JBL ST200 này, nó có hai phiên bản màu vàng và màu trắng và công suất là 400W, với đánh những không gian lớn hoặc là những đôi la bát 30, 340 đều được các bác nhé. Đó, JBL ST200. Rất là nhiều các mẫu chép để các bác và chọn anh em và chọn lựa nhé. Bên cạnh đó, bên em có những mẫu chép bốt, mẫu chép bốt dòng chép neo, dòng chép neo SA7. Mẫu này giá thì khá là cao. Mẫu chép JBL này là có giá 2.2 triệu, có như 2.2 triệu bao ship, rất là đẹp luôn. Và đây là dòng chép bốt neo SA7. Mẫu này thì giá khá là cao, 2.8 triệu. Dòng chép neo tiếng nó cực kỳ là sáng, cao vút luôn, rất là trong. Cũng được thiết kế gỗ tự nhiên, cao cấp, để thiết kế rất là bắt mắt này. Đó, rất là nhiều các bác và anh em quan tâm chép neo thì các bác hãy lấy cho mình một đôi loa siêu chép bốt rời bên ngoài, model này SA7 các bác nhé. Vâng, trong video này thì bên em đang sẽ giới thiệu các bác và anh em một mẫu chép cũng là SA7 của bốt, nhưng nó là dòng chép titan. Dòng chép titan tiếng thì là trong sáng rồi, mảnh rồi, hỗ trợ dàn karaoke rất tốt rồi. Thì được thiết kế cũng được làm bằng cái vỏ gỗ tự nhiên rất là đẹp. Toàn bộ đây là những vân gỗ tự nhiên các bác nhé. Đây là dòng chép titan các bác thấy không ạ? Model này SA7. Vâng, các bác mà muốn đặt hàng thì các bác hãy bảo đặt cho tôi một đôi loa chép bốt SA7 dòng chép titan, thì bên em sẽ biết được đó là cái mẫu chép này. Mẫu chép này thì là có giá 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng các bác có thể tham khảo trên kênh nhé. Vì nữa bên em cũng có một video test cái mẫu chép bốt SA7 này để các bác và anh em cùng đánh giá. Vâng, thì trước mắt các bác và anh em đây, đó là một mẫu loa chép bốt hàng bãi Mexico, model này SA7. Đây là dòng chép SA7 chép titan các bác nhé. Vâng, các bác nào mà muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ ngay cho bên công ty bên em theo hotline trên video. Dòng mẫu chép bốt SA7 rất là đẹp, hàng made in Mexico các bác nhé. Chép titan cho tiếng chúng ta rất là mạnh và sáng. Chép bốt SA7 thì bên em có một mẫu là chép neo, thì đắt hơn một tí là 2.8 triệu chép neo. Còn đây là chép titan thì rẻ hơn chút xíu là 2.5 triệu. Vâng, thì các bác muốn trải nghiệm hay muốn thưởng thức thì các bác vui lòng ra tay nghe để chúng ta cảm nhận và có sự so sánh khác biệt nhé, giữa hỗ trợ chép và không hỗ trợ chép. Thì nhạc này là bên em chưa hỗ trợ chép nhé, các bác vui lòng ra tay nghe và em sẽ cho nhạc to lên một chút xíu. Nữa em sẽ can thiệp chép vào, em sẽ kết nối chép vào để chúng ta cùng lắng nghe cái đoạn nhạc mà được hỗ trợ nó sáng hơn và sinh động hơn rất nhiều.
thiết kế vỏ gỗ rất là đẹp, sang trọng, rất dễ để trưng bày. Rồi sau đây sẽ kết nối xe vào để chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, bác thì ông nó sắc sảo hơn rất nhiều, các bác nhá, sắc sảo hơn rất là nhiều luôn. Nhạc nó tươi hơn, chứ nó không còn bị khô, không còn bị bí. Vâng, để nói một bộ dàn mà thiếu chép thì nghe nó sự là nó có một cái gì đó thiếu sót và bác và anh em không để ý tới. Vâng, hiệu quả, các bác nhá, rất hiệu quả luôn ạ. Vâng, thì đó thì là chép bút Bay Mexico SE7 dòng chép Titan. Rất là nhiều các mẫu chép khác và các bác và anh em có thể chọn lựa cho mình nhá. Cả những mẫu chép này là bên em đã có rất là nhiều video test ở trên kênh nhé, các bác có thể tìm hiểu và tham khảo nhé. Mẫu chép JBL ST200 mặt trắng và mặt vàng, hàng bãi Mexico, có giá là 2,2 triệu các bác nhé. Chép Pioneer hàng bãi Nhật có giá 1,5 triệu. Chép bốt T10 có giá 1 triệu. Và chép bốt E7 dòng chép Titan có giá 2,5 triệu. Và chép bốt S7 dòng chép Neo có giá 2,8 triệu ạ. Và một video thì các bác cũng có hiểu được phần nào. Trong những đôi chép hỗ trợ cho một bộ karaoke bị thiếu giải cao thì các bác có thấy sự thay đổi hoàn toàn. Và sau đây xin phép được dừng video. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ và đồng hành với Cardio suốt thời gian vừa qua nhé. Vâng, bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng đừng quên đăng ký kênh và nhớ chuông ạ. Vâng, và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ. Vâng, chào và hẹn gặp lại.